xin mến chào tới toàn thể anh em và các bạn đang theo dõi kênh xe máy Xuân Học của mình Thì đối với tất cả những các cái dòng xe máy của anh em và các bạn ta đang dùng để chở hàng hóa thường ngày Mà khi xe của anh em và các bạn gặp với cái tình trạng là cái những cái cặp sóc sau xe của anh em và các bạn ta chở hàng mà nó rất chi là yếu không khỏe Thì làm cách nào để cho những các cái cặp sóc sau khi xe của anh em gặp phải mà chở hàng mà rất chi là yếu thì video hôm nay mình xin chia sẻ lên cho anh em và các bạn một cách độ sóc thủ công Mà lại không tốn nhiều chi phí để cho anh em và các bạn ta cùng nhau tham khảo Và có thể cùng nhau áp dụng cái cách độ sóc thủ công này của mình Thì đối với tất cả những các cái dòng chia mà khi anh em và các bạn gặp phải mà chở hàng nó nhất chi là yếu Thậm chí có thể là anh em và các bạn ta phải gắn thêm hai cái sóc phụ của hai bên thì cái cách độ thủ công của mình đây có thể là giúp ích cho anh em và các bạn phần nào đó để không tốn cái chi phí mà khi xe của anh em và các bạn ta chở hàng mà nó rất chi là khỏe. Thì đây, đây là những các cái con ốc của Phúc mà khi anh em thợ đã <laughs> không dùng tới mà nó bị hư hỏng vứt đi. Thì anh em và các bạn ta hãy dùng tới những các con ốc này. Khi anh em và các bạn ta muốn độ được những cái cặp sóc sau của những các cái dòng xe của anh em và các bạn ta sử dụng để chữa hàng hóa thì anh em và các bạn ta phải mở sóc ra, sau đó anh em và các bạn ta hãy dùng cái con ốc của phước này và anh em và các bạn ta lồng vào cái ti của xe của các những các cái dòng sóc mà anh em và các bạn ta cần độ cho nó kĩa, sau đó anh em và các bạn ta lắp cái nhựa định vị này vào, tiếp theo sau đó thì anh em và các bạn ta Lắp lùa xua và chân sóc vào Như bình thường Đảm bảo cho anh em và các bạn Khi áp dụng cái cách độ sóc thủ công này của mình Thì nó rất chi là hiệu quả Bởi vì cái cách độ thủ công này của mình Mình cũng đã áp dụng cho rất chi là nhiều Các cái dòng chia của anh của khách hàng Mà đang chữ hàng hóa thường ngày Thì nó rất chi là hiệu quả Mà cái chi phí nó lại không Không tốn chi phí cho anh em và các bạn Đấy. Anh em và các bạn ta hãy lưu ý nha ta dùng những các con ốc của phốt bỏ đi sau đó anh em và các bạn ta hãy lồng lên đường trên của cái ti và sau đó anh em và các bạn ta tiếp tục là gắn cái nhựa vào và sau đó là gắn lùa xua vào gắn chân sóc như bình thường đảm bảo khi anh em và các bạn ta độ cách thủ công này xong thì cái cặp sóc sau của những các cái dòng xe chở hàng thì nó rất chi là khỏe đấy thì cũng như mình giới thiệu qua về cái kênh xe máy xuân học của mình như mấy video trước thì kênh xe máy xuân học của mình thì nó bao gồm là có hai phần một phần là về lý thuyết còn một phần là về thực hành phần 1 của mình cái lý thuyết của mình thì mình chuyên làm những các cái sơ đồ mạch điện bắt đầu từ những các cái dòng xe số thông dụng way jam chua tới những các cái dòng xe, xe tay ga cao cấp để cho anh em và các bạn ta cùng nhau tham khảo và cùng nhau áp dụng xong phần 1 thì tiếp theo đến phần 2 thì mình cũng bắt đầu thực hành bắt đầu từ những các cái dòng chia người dập thông dụng cho tới những các cái dòng xe tay ga cao cấp để cho anh em và các bạn ta tham khảo cho nó dễ dàng và chi tiết nếu anh em nào có nhiệt thuyết và đam mê để có thể hoàn thiện hơn về một cách sửa chữa xe máy của mình đấy tiếp theo là anh em và các bạn ta gắn chân chân sóc vào thì cũng như mình đã nói trên kênh xe máy chân học của mình mình học hỏi được những gì và cái kiến thức của mình tới đâu thì ngay từ bây giờ và hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ lên cho anh em và các bạn để ta cùng nhau tham khảo và để có thể là ta cùng nhau áp dụng cái cách của mình để có thể hoàn thiện hơn về những cái nghề sửa chữa xe máy của mình. Anh em và bạn ta hãy vặn chặt cái chân sóc này lại. Đấy, như vậy là mình đã độ xong một cái chiếc sóc sau bằng cái cách thủ công như mình vừa nói thì đảm bảo cho anh em và các bạn khi ta độ cái cách thủ công này xong là cái những cái cặp sóc sau của xe anh em và các bạn ta dùng chở hàng thì nó rất chi là cứng rất chi lực khỏe anh em và các bạn ta thoải mái chở hàng luôn đấy anh em và các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho mình để ta theo dõi những video mới trong kênh chúc anh em và các bạn ta luôn luôn thành công xin chào hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau